Quý vị và các bạn thân mến, trong bản tin ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một bộ môn thể thao còn khá lạ lẫm ở Việt Nam, đó là bóng đá đường phố. Bộ môn này là sân chơi bổ ích và cũng là nơi trưởng thành của nhiều cầu thủ nổi tiếng trên thế giới. Chính vì vậy, ngay trong lần đầu tiên ra mắt ở Việt Nam, giải đấu bóng đá đường phố đã thu hút được đông đảo các đội tham dự cùng sự quan tâm lớn của người hâm mộ. Trong khuôn khổ chương trình phát triển phong trào bóng đá thanh thiếu niên của cơ sở văn hóa thể thao Hà Nội, câu lạc bộ Hà Nội FC và tập đoàn SCG đã tổ chức thành công giải đấu bóng đá đường phố. Đây là nơi để các cầu thủ trẻ thể hiện tình yêu và tinh thần tự hào về bóng đá Hà Nội. Không chỉ vậy, chương trình còn mang đến một sân chơi bổ ích, giúp các em nhỏ thể hiện tài năng bóng đá. Bên cạnh đó, chương trình còn khơi dậy niềm đam mê bóng đá đối với người dân thủ đô. Chúng tôi tin rằng thể thao có sức mạnh để xây dựng một xã hội khỏe khoắn và lành mạnh hơn. Chính vì vậy, chúng tôi hướng đến tinh thần say mê thể thao trong cộng đồng. Và tôi hy vọng bóng đá đường phố sẽ là một trong những chìa khóa mở cửa đến tương lai tốt đẹp hơn. Mong muốn để truyền tải đến những thông điệp đến tất cả những người yêu quý bóng đá Việt Nam cũng như yêu quý bóng đá thủ đô, làm sao chung tay và để xây dựng cái phong trào của bóng đá thủ đô ngày một phát triển hơn. Ngay trong lần đầu ra mắt, giải đấu bóng đá đường phố đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dân thủ đô. Đây không chỉ là sân chơi để nuôi dưỡng ước mơ từ cầu thủ đường phố tới sân cỏ chuyên nghiệp, mà quan trọng hơn, đây còn là sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố thể thao và văn hóa diễn ra trên phố đi bộ vốn luôn khan hiếm sự kiện.